quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích Washington đe dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Mỹ đang cố gắng lấn lớp Nga và Trung Quốc về vũ khí hạt nhân, trong khi chính họ theo đuổi chính sách cực kỳ thù địch. Bình luận của ông được đưa ra sau khi quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách không gian VP Narang cảnh báo rằng Washington đang sắp bước vào một giai đoạn hạt nhân mới, đồng thời nói thêm rằng họ phải chuẩn bị cho một thế giới nơi những hạn chế đối với kho vũ khí hạt nhân biến mất hoàn toàn. Ông Narang tuyên bố trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế hôm thứ Năm rằng những kẻ thách thức hạt nhân theo chủ nghĩa xét lại đã buộc Mỹ phải chuyển sang cách tiếp cận cạnh tranh hơn. Ông trích dẫn vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên, cũng như cáo buộc việc phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh của Nga là những lý do cho sự thay đổi này. Ông Antonov đã lên án bài phát biểu, những lời ám chỉ về hành vi mà Mỹ cho là vô trách nhiệm của Nga trong lĩnh vực hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng kiểu hùng biện này không góp phần gì nhiều vào việc cải thiện tình hình trong lĩnh vực an ninh chiến lược. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Washington một lần nữa đang cố gắng dạy Nga và Trung Quốc cách cư xử đúng đắn. Còn không, họ lại đe dọa về sự xuất hiện của một thời đại hạt nhân mới, trong đó Mỹ sẽ không kiềm chế sự phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Ông Antonov tuyên bố, Mỹ cũng tiếp tục bơm cho Ukraine ngày càng nhiều vũ khí trong bối cảnh xung đột với Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Mô tả chính sách này là cực kỳ thù địch, vì đại sứ Nga cảnh báo sẽ không thể đạt được sự hợp tác với Moscow trong khi cố gắng xây dựng một thất bại chiến lược chống lại nước này. Ông Antonov cũng cáo buộc Washington bịt miệng sự thật khó chịu về hơn hai thập kỷ Mỹ tấn công nhằm vào toàn bộ cơ cấu kiểm soát vũ khí quốc tế. Mỹ đã rút khỏi hai hiệp ước an ninh, lực lượng hạt nhân tầm trung và bầu trời mở dưới thời chính quyền Donald Trump, trong khi Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đến năm 2026, thì năm ngoái Moscow đã đình chỉ tham gia với lý do vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Antonov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ tiếp tục chỉ được định hướng bởi lợi ích quốc gia. Nếu không xem xét lợi ích này thì sẽ không thể xây dựng một cuộc đối thoại Nga-Mỹ về kiểm soát vũ khí. Nhà Trắng không có kế hoạch hành động có thể giúp Ukraine giành chiến thắng. Anatoly Lieven, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Kinsey của Mỹ, đã viết điều này trong một bài báo trên tờ CSR. Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 4 đã ký luật giúp các đồng minh nước ngoài, trong đó có Ukraine, được nhận 61 tỷ đô la Mỹ để tiếp tục đối đầu với Nga. Luật này quy định việc chuyển giao giữa người đứng đầu Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng tới các ủy ban quốc hội trong vòng 45 ngày kể từ ngày thực hiện chiến lược hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông nói, bây giờ đã là tháng 8 và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Biden có ý định trình bày một chiến lược nào như vậy trước quốc hội. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ rằng một chiến lược như vậy thực sự không tồn tại. Lieven nhấn mạnh rằng chính quyền ông Biden thậm chí không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao các cuộc đàm phán không thể bắt đầu trong tương lai gần. Ông nói thêm rằng, đối với Kiev, đàm phán hòa bình là điều cần thiết bởi tình hình quân sự ở tiền tuyến đang vô cùng nghiêm trọng. Theo chuyên gia, chính quyền Mỹ có kế hoạch hoãn vấn đề này cho đến cuộc bầu cử tổng thống trong nước. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine, quy định công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Dnieper, Luhansk, Kherson và Zaporozhye là khu vực của Nga, củng cố các khu vực không liên kết và phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa nước này, cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Phía Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này, đồng thời cho rằng đó là tối hậu thư. Theo nhiều nguồn tin chính thức khác nhau, ngày 1 tháng 8, theo giờ địa phương, Nga và Belarus đã tiến hành trao đổi với Mỹ cùng với 4 nước đồng minh phương Tây, tổng cộng 24 tù nhân, trong cuộc trao đổi được mô tả là lớn nhất sau chiến tranh lạnh qua quốc gia trung gian Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo của quốc gia Á-Âu này cho biết số lượng tù nhân được trao đổi nói trên cùng với 2 trẻ em đi kèm được chuyển tới từ 7 quốc gia khác nhau. Cụ thể, các đối tượng trao đổi của Mỹ, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy, Nga và Belarus đã được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng 7 máy bay, bao gồm 2 máy bay từ Mỹ, 1 máy bay từ Đức, Ba Lan, Na Uy, Slovenia và Nga. Sau khi tập hợp tại Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người trong số này cùng 2 trẻ vị thành niên đi kèm được đưa đến Nga, trong khi 13 người đến Đức và 3 người đến Mỹ.
Anadolu nhận định đây là hoạt động trao đổi tù nhân toàn diện nhất giữa Mỹ, Nga và Đức trong những năm gần đây, và việc thiết lập các kênh đối thoại cho hoạt động này được hoạt động tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo. Hãng tin TASS của Nga đã đưa tin Điện Kremlin đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các quốc gia hỗ trợ tổ chức cuộc trao đổi tù nhân để đưa những người Nga bị giam giữ ở nước ngoài hồi hương. Trong văn bản này, Điện Kremlin cảm ơn Tổng thống Belarus vì cử chỉ thiện chí và việc ân xá cho công dân Đức bị kết án tử hình. Moscow cảm ơn các lãnh đạo của tất cả các quốc gia đã hỗ trợ. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cũng cho biết, 8 công dân Nga trở về nhà trong cuộc trao đổi tù nhân được thực hiện tại sân bay Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1 tháng 8. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ân xá cho 2 công dân Mỹ là phóng viên Evan Greskovich, cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan và gần 10 tù nhân khác cũng từng là các nhà hoạt động chính trị xã hội. Tương tự, nhiều hãng truyền thông của Mỹ đưa tin Tổng thống nước này là ông Joe Biden ca ngợi thỏa thuận trao đổi tù nhân với Nga là một kỳ tích của ngoại giao và tình bạn, đồng thời đánh giá cao các đồng minh của Washington vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Trong một thông báo trước đó, Nhà Trắng nêu rõ Mỹ và 4 đồng minh đã đạt được thỏa thuận với Nga về cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, trong một cuộc trao đổi gồm cả việc trả tự do cho 16 người, bao gồm cả nhà báo Mỹ Evan Gershkovich. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định, thỏa thuận này không bao gồm việc trao đổi tiền và cũng không bao gồm việc nới lỏng lệnh trừng phạt nào để tạo điều kiện cho thỏa thuận trên. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng sau cuộc tấn công thất bại của Nga vào Kharkov vào đầu mùa hè, họ đã thay đổi mục tiêu chính và giờ đây, ưu tiên của họ là chiếm được Pokrovsk ở Donetsk. Trả lời các nhà báo Pháp hôm 1 tháng 8, ông Zelensky nói, toàn bộ mặt trận ở phía đông đang đầy thách thức. Mục tiêu chính hiện nay là sau khi họ tấn công không chiếm được Kharkov, mà chúng tôi hiểu là không còn khả thi nữa, đã thay đổi. Theo ông, trong tâm của người Nga không còn là toàn bộ phía đông nữa, mặc dù Slovansk không bị loại trừ. Ông nhấn mạnh ưu tiên hiện giờ của phía Nga là Pokrovsk. Mặt trận Pokrovsk và thành phố Pokrovsk là mục tiêu chính của họ. Tất nhiên cũng có Kostiantynovka, và đúng vậy, họ đang nhắm vào Toretsk và có kế hoạch cho Slovansk, nhưng đây chỉ là kế hoạch. Trung tâm lớn nhất về nhân sự, vũ khí và tất cả các nguồn lực sẵn có của họ hiện đang tập trung vào mặt trận Pokrovsk. Mặt trận Pokrovsk thường xuyên được nhắc đến trong các báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu là khu vực mà quân đội Nga thực hiện nhiều cuộc tấn công nhất. CNN hôm 31 tháng 7 dẫn quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết quân đội Nga đang tiến đến gần thành phố Pokrovsk, tiếng Nga gọi là Krasnoyarsk ở Donetsk, đe dọa những mắt xích cung ứng trọng yếu của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga gần đây đã đạt được những thành công đáng kể về chiến thuật ở khu vực này, ở phía tây bắc Avdiivka. Nga đã kéo dài các tuyến phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến phía đông trong nhiều tháng, cố gắng chiếm được càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi tân binh Ukraine và lô vũ khí mới của phương Tây bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Bước tiến gần đây của Nga về phía Pokrovsk khiến cho Ukraine và các đồng minh lo lắng. Trong bài phát biểu trước toàn quốc đêm Chủ nhật 28 tháng 7, ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang phải đối mặt với thực tế cực kỳ thách thức ở khu vực đó. Trong khi một số nhà lãnh đạo bày tỏ sự thành công trong việc trao đổi tù nhân với Nga, ông Donald Trump lại đưa ra chỉ trích. Theo RIA Novosti, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Mỹ sau vụ trao đổi tù nhân quy mô lớn ngày 1 tháng 8 giữa Mỹ và Nga. Ông Trump đặt ra câu hỏi về mục đích của nó và khả năng thanh toán bằng tiền mặt. Ông Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social của mình rằng, và khi nào chúng tôi mới biết chi tiết về vụ trao đổi tù nhân này với Nga, chúng tôi giao bao nhiêu người cho họ và ngược lại, chúng tôi có trả bằng tiền mặt hay không và họ có trả bằng tiền cho chúng tôi không? Ông Donald Trump nói thêm rằng, theo ông, các nhà đàm phán Mỹ luôn là những người đáng hổ thẹn. Tôi đã trao trả rất nhiều con tin và chưa bao giờ đưa cho bên kia bất cứ thứ gì, chưa bao giờ đưa tiền. Làm điều này là tạo tiền lệ về sau, ông Trump nói thêm. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Ba Lan, Slovenia và Đức để cảm ơn họ đã tham gia trao đổi tù nhân với Nga. Tuyên bố cho biết, chiều ngày 1 tháng 8, Tổng thống đã nói chuyện riêng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Slovakia Robert Golob, Thủ tướng Đức Olaf Scholz để cảm ơn vì sự hợp tác của họ. Phó thư ký báo chí nội các Đức Christian Hoffmann đã đưa tin về cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Trong đó, các nhà lãnh đạo đã nêu rõ tầm quan trọng của thỏa thuận đã đạt được mà theo ý kiến của họ có thể thực hiện được nhờ quan hệ xuyên Đại Tây Dương chặt chẽ. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc trao đổi, 16 người đã được thả khỏi các nhà tù ở Nga. FSB Liên bang Nga đưa tin 8 công dân Nga đã từng bị giam giữ và cầm tù ở một số nước NATO đã được trở về quê hương. Kiev đã ghi nhận được việc Nga đang tiến hành nghiên cứu tên lửa đạn đạo theo tên gọi có điều kiện và không chính thức là Iskander 1000, có tầm bắn lên tới 1000 km và đầu đạn được cải tiến. Các nhà phân tích quân sự tại thủ đô Kiev của Ukraine hôm 30 tháng 7 đã lưu ý rằng lần đầu tiên một mô hình vũ khí tên lửa tiên tiến của Nga đã được làm nổi bật trên các video được công bố vào tháng 5 năm 2024, nhân kỷ niệm 87 năm thành lập trường bán tên lửa Kapustinia ở khu vực Astrakhan. Ngoài tầm bắn đã công bố của hệ thống tên lửa chiến thuật tiên tiến OTRK Iskander 1000, người ta cũng biết rằng độ lệch có thể xảy ra theo hình tròn CVO của nó không quá 5m so với mục tiêu. Theo các nguồn tin công khai, Iskander 1000 là tên lửa đạn đạo tầm trung của hệ thống tên lửa mô đun đa năng dựa vào các giải pháp kỹ thuật của Iskander-M OTRK-9K720, một trong những biến thể của hệ thống tên lửa có tầm bắn lên tới 1000 km, có thể là tên lửa đạn đạo nâng cấp của tổ hợp 9K720 Iskander-M với động cơ, hệ thống điều khiển và đầu đạn được cải tiến. Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu hôm 28 tháng 6, đã nói rằng Nga có thể bắt đầu sản xuất và triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF để đáp trả lại việc triển khai các hệ thống tên lửa tương tự của Mỹ bên ngoài lãnh thổ quốc gia của họ, đặc biệt là ở Đức. Đúng một tháng sau đó, hôm 28 tháng 7 vừa qua, trong bài phát biểu tại cuộc duyệt binh hải quân để tôn vinh ngày hải quân, nhà lãnh đạo Nga đã nói rằng Nga sẽ tự coi mình không bị kiềm chế bởi lệnh tạm dừng triển khai INF. Điều này sẽ xảy ra nếu như Mỹ đặt các hệ thống tấn công ở Đức. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các cơ sở quân sự và nhà nước quan trọng của Nga sẽ nằm trong tầm với của các loại vũ khí mà Mỹ có thể triển khai. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iskander là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đánh bại các cơ sở AFU trong khu vực diễn ra các hoạt động quân sự đặc biệt, như các chuyên gia quân sự phương Tây đã tuyên bố trước đó. Phòng không của Ukraine trong nhiều trường hợp không có khả năng chống lại các tên lửa đạn đạo đang được quân đội Nga sử dụng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt 5net. Xin chào và hẹn gặp lại!